nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Trong những năm gần đây, các mô hình chăn nuôi trồng mốc đang phát triển rất mạnh mẽ tại mọi vùng miền trên cả nước. Nhiều bà con đã có những thành công nhất định sau khi chuyển từ mô hình chăn nuôi cũ kém hiệu quả như nuôi gia súc, gia cầm sang chăn nuôi trồng, mà trong đó khu vực miền Tây nói chung và khu vực Cần Thơ nói riêng đang là điểm nóng về nhu cầu chăn nuôi và tiêu thụ loài động vật hoang dã này. Tuy nhiên, cũng chính vì đây là mô hình chăn nuôi mới nên nhiều bà con có chút chủ quan khi chăm sóc chăn nuôi trồng mốc giống như nuôi gia súc, gia cầm. Điều này đã dẫn tới chuồng giống của bà con cứ hao hụt dần. Vậy nên để giúp bà con đang nuôi hay mới bắt tay vào nuôi trồng mốc có những kiến thức cơ bản về cách chăn nuôi đúng khoa học và kỹ thuật, kênh Nông Thôn Làm Giàu xin gửi đến bà con những chia sẻ về cách chăn nuôi trồng mốc đơn giản và hiệu quả từ chị Trần Thị Mai Phương, chủ của một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã lớn nhất cả nước, được trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện tại, chị đang có mặt tại một trong những trang trại lớn của chị ở khu vực Cần Thơ, có địa chỉ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin chào quý bà con và các bạn, tôi tên là Phương, chủ chuỗi trang trại động vật hoang dã. Hiện nay tôi đang sở hữu các trang trại. Thứ nhất là tại Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Thứ hai là tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thứ ba là tại xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội. Và thứ tư là tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay thì trang trại của tôi đang chăn nuôi các loài động vật hoang dã. Thứ nhất là chồn mốc, thứ hai là chồn hương, thứ ba là rúi mốc đại Trung Quốc, thứ tư là rúi ma đào Thái Lan và thứ năm là con giòn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con cách chăn nuôi của con chồn mốc. Bà con nào mà có niềm đam mê với cái con động vật hoang dã này thì xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với bà con, giúp cho bà con bước vào chăn nuôi con chồn mốc này bớt bỡ ngỡ và giảm thiểu các cái hao hụt ít nhất. Nhiều bà con trước khi bắt tay vào chăn nuôi chồn mốc đều có cùng một suy nghĩ rằng chồn mốc là động vật hoang dã nên sẽ có sự khó khăn khi làm giấy tờ pháp lý. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Chồn mốc là loài động vật hoang dã thuộc nhóm 2B, được nhà nước khuyến khích gây nuôi thương mại. Và trong quá trình chăn nuôi chồn, bà con sẽ có sự giám sát từ hạt kiểm lâm, được tạo điều kiện thuận lợi khi làm giấy tờ liên quan đến động vật hoang dã. Ngoài ra, khi bà con mua chồn mốc giống và mang về địa phương của mình để chăn nuôi, bà con sẽ được trang trại cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Như vậy bà con sẽ yên tâm hơn khi chăn nuôi. Bà con khi bắt tay vào chăn nuôi con chồn mốc thường lo lắng là con này là loài động vật hoang dã. Khi chăn nuôi thì giấy tờ với các bên cơ quan chức năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với bà con là con chồn mốc này là dòng hoang dã thông thường, được nhà nước khuyến khích nuôi và cho thương mại giết mổ. Nhưng mà khi trong cái quá trình chăn nuôi con chồn mốc thì vẫn phải có cái sự giám sát của kiểm lâm. Tuy nhiên thì bà con yên tâm là cái con này nó chỉ là động vật hoang dã thông thường thôi, nên là kiểm lâm rất là tạo điều kiện để cho bà con chăn nuôi. Và khi mà làm con này ấy, thì nó không khó khăn như kiểu giấy về giấy tờ như kiểu bà con chăn nuôi các loài hoang dã bảo tồn như là hổ báo gấu đâu. Nên là bà con yên tâm bước vào chăn nuôi. Khi mà bà con mua giống tại trang trại thì chỉ cần có các cái giấy tờ nguồn gốc của trang trại cung cấp, con giống bà con chăn nuôi có nguồn gốc đầy đủ thì là khi bà con về cái địa phương của mình ấy, là bà con có thể là yên tâm chăn nuôi. Trong chăn nuôi chồn mốc, để có được chồn sinh sản đẻ sai và chồn thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao, chị Phương sẽ chia sẻ với bà con như sau. Khi chăm sóc chồn mốc, nếu muốn có được vóc dáng đảm bảo vừa phải, cân đối thì tất cả sẽ phụ thuộc vào khẩu phần ăn của chồn. Bà con cần cho chúng ăn với liều lượng vừa phải, vì nếu chồn ăn quá nhiều, chúng sẽ bị béo và tích mỡ. Điều này sẽ dễ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chúng sau này. Khi mà bắt đầu bước vào chăn nuôi chồn mốc ấy, thì lúc nào bà con cũng quan tâm là chọn cái khẩu phần thức ăn nào cho chồn mốc mà giàu dinh dưỡng nhất. Và con chồn mốc ấy thì thường là bà con rất là yêu quý nó, thì bao giờ cũng lúc nào cũng sợ là nó đói, lúc nào cũng sợ là nó ăn chưa đủ no. Mà con chồn mốc thì nó rất là háu ăn, cho bao nhiêu là nó ăn bấy nhiêu. Nên là khi mà bà con cung cấp cái thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, giàu dinh dưỡng và lại cho ăn thành nhiều bữa và cho ăn rất nhiều lần thì dẫn đến là con chồn mốc rất là dễ béo. Chăn nuôi chồn như nào để không bị mập và giữ được vóc dáng thon gọn là điều rất quan trọng. Chúng ta không nên cho ăn để con chồn nó béo ú lên. Nếu mà để xảy ra như vậy, đối với con chồn đực thì cái khả năng lên giống và giao phối nó sẽ bị kém. Và đối với con chồn cái thì gần như là nó bị lú mề, phối và sinh sản nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Khi mà bà con chăm sóc con trốn mốc chủ yếu là bằng cái mắt thường của mình để mình cảm nhận, và khi mình chăm sóc coi con giống của mình hàng ngày, nếu mà bà con cảm nhận là con giống nó quá, bắt đầu là cảm thấy nó hơi béo và sộ sẹ, thì bà con nên giảm cái chế độ ăn của nó xuống để làm sao mà con trồn của mình nó phải giữ được vóc dáng cân đối, thon, chắc, mình dài đòn. Còn khi mà bà con chăm sóc mà thấy cái con trồn của mình nó gầy hoặc là nó cảm giác như là nó xuống sức thì bà con phải tăng cái lượng dinh dưỡng lên để làm sao mà cho con trồn của mình nó phải được cân đối. Nhiều bà con chăn nuôi thì cứ thấy là kêu là bà con đừng có cho trồn mốc ăn quá nhiều, nó béo. Thế là về là cho ăn rất là ít, và nhiều khi nhìn con trồn nó gầy gò sơ xác rồi mà bà con lúc nào cũng mang tâm lý là sợ nó béo. Thành ra là lúc đấy là con trồn nó gầy gò sơ xác và nó thiếu chất dinh dưỡng. Con trồn nó không có sức để nó có thể lên giống và sinh sản được. Để mà nói là duy trì sự sống nó còn khó chứ, lấy đâu mà sinh sản. Còn khi mà bằng cái mắt thường mình sẽ tự cân đối cái con giống để mình bổ sung cái lượng dinh dưỡng cho nó đảm bảo cho con trồn. Nhiều bà con trong quá trình chăm sóc chăn nuôi trồng mốc thường chủ quan trong vấn đề bổ sung dinh dưỡng. Theo chị Phương, bà con nên bổ sung dinh dưỡng phù hợp theo từng thời kỳ của trồn. Như vậy sẽ không làm lãng phí thức ăn và không gây thừa chất hoặc thiếu chất. Trong chăn nuôi con trồn mốc thì không phải lúc nào cũng phải bổ sung dinh dưỡng đều, mà bà con chăn nuôi thì phụ thuộc vào từng thời kỳ của con trồn để có những cái biện pháp chăn nuôi và bổ sung dinh dưỡng cho nó phù hợp. Ví dụ như vào thời kỳ mà con trồn nuôi con nhỏ thì bà con có thể là chăm sóc cái chế độ dinh dưỡng nó sẽ phải cao hơn, giàu tinh bột và giàu các thức ăn vitamin. Ví dụ như thời kỳ mà con trồn nó đang nuôi con nhỏ thì bà con sẽ bổ sung một ngày 2 bữa và sẽ tăng cái lượng cháo lên và cho uống thêm sữa Vinamilk hoặc là TH không đường cộng với cái lượng hoa quả để nó bổ sung tinh bột và vitamin cho con mẹ nó nhiều sữa và đủ chất thì để nó chăm con tốt hơn. Nhưng mà khi mà con trồn chỉ ở cái độ tuổi mà đang chờ sinh sản chẳng hạn thì bà con không nhất thiết là phải chăm một ngày 2 bữa, chỉ cần ăn 1 bữa là vào bữa tối là đủ. Một lưu ý quan trọng chị Phương muốn gửi đến bà con: trồn mốc là loài động vật hoang dã nên chúng rất khỏe và có sức đề kháng cao. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc trồn mốc sẽ có những lúc trồn đi ngoài và phân có hiện tượng bị nát. Nhiều bà con cứ nghĩ rằng chúng bị bệnh và cho chúng uống thuốc ngay. Nhưng theo chị Phương thì bà con không nên thường xuyên làm như vậy, vì khi sử dụng thuốc nhiều lần sẽ gây tác dụng phụ cho sức khỏe của trồn sau này. Trong quá trình mà bà con chăn nuôi trồn mốc ấy, con trồn mốc nó rất là khỏe và sức đề kháng của nó rất là cao. Nên là ví dụ như thỉnh thoảng bà con nhìn thấy phân của nó có hơi nát hơn một tí thì bà con không phải vội vàng đã phải dùng thuốc ngay đâu. Tại vì trong chăn nuôi ấy, bà con sử dụng thuốc nhiều quá nó cũng không tốt. Khi mà bà con gặp những cái trường hợp như vậy ấy, thì bà con chỉ cần cho ăn 2 hoặc 3 ngày chuối không, mà bà con nên dùng các cái loại chuối ương ấy, thì là con trồn nó sẽ ăn nguyên chuối không và chuối ương như thế khoảng 2-3 ngày. Cái nhựa của quả chuối ương ấy nó giúp là điều tiết cái đường ruột lại cho con trồn nó rất là tốt, và nó sẽ phân nó sẽ trở lại khuôn như bình thường, khuôn đều và đẹp luôn. Vậy là sau những chia sẻ của chị Phương, bà con đã phần nào hiểu được về quá trình chăm sóc loài động vật hoang dã này. Nếu bà con nào có mong muốn được học hỏi những kỹ thuật chuyên sâu hơn về nuôi trồn mốc thì có thể trực tiếp đến một trong những trang trại lớn của chị Phương ở khu vực Cần Thơ, có địa chỉ là phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại đây, bà con sẽ được cung cấp các trang thiết bị học tập, cùng với đó là được chị Phương cầm tay chỉ việc và tham gia vào quá trình chăm sóc trồn. Sau khoảng vài ngày, khi bà con đã nắm vững được kinh nghiệm từ trang trại, thì lúc này bà con đã có thể bắt trồn giống về nuôi. Ngoài ra, nếu bà con mua trồn mốc giống tại trang trại của chị Phương sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống nhiều năm cho bà con. Đặc biệt, chị Phương cũng sẵn sàng làm hợp đồng bao tiêu trồn mốc thương phẩm cho bà con đã chăn nuôi thành công. Ngay cả bà con không mua giống tại trang trại của chị Phương vẫn sẽ bao tiêu cho bà con nếu bà con chưa tìm được đầu ra. Trước khi bước vào chăn nuôi thì bà con nên tìm hiểu thật kỹ các kỹ thuật chăm sóc. Trang trại chúng tôi có đầy đủ các cái trang thiết bị để cho bà con có thể ở lại học tập và chăn nuôi, có đầy đủ các cái hợp đồng bao tiêu, chính sách bảo hành, bao tiêu lại các cái sản phẩm mà khi bà con làm ra. Và tất cả những bà con nào mà chăn nuôi trồn mốc mà không có đầu ra thì xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ là người trực tiếp bao tiêu các cái sản phẩm cho bà con, kể cả là bà con không mua giống tại trang trại. Và đặc biệt, nếu bà con nào mà muốn mua giống nhưng mà chưa có chuồng trại
hoặc là chưa tự tin về cái tay nghề chăn nuôi của mình, thì trang trại chúng tôi có khu vực chuồng dành riêng cho bà con để bà con có thể là đến mua con giống và để riêng con giống của bà con vào khu vực chuồng đấy. Bà con trực tiếp cầm chìa khóa và khóa cái cửa chuồng đấy lại, và khi nào đến giờ ăn và giờ chăn nuôi thì bà con sẽ trực tiếp chăn nuôi dưới cái sự hỗ trợ và hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật tại trại. Khi nào mà bà con chăn nuôi thuần thục, cứng tay nghề thì bà con sẽ chuyển cái con giống đấy về chăn nuôi tại gia đình. Cuối cùng, để có thể biết thêm được những thông tin chi tiết và cụ thể hơn về cách chăm sóc chăn nuôi trộn mốc, bà con hãy liên hệ ngay cho chị Phương qua số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Chị Phương sẽ rất sẵn sàng tư vấn cặn kẽ cho bà con. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.